cháu bạn Motul là một thương hiệu của Pháp và nó gắn liền với các cái thương hiệu về xe đua hạng công thức F1 và ra đời ở New York, Mỹ năm 1853 và được 1932 thì một công ty Pháp mua lại và sở hữu của thương hiệu Pháp. Thì đơn hàng mình đang giao là một phi dầu cho bên công ty con của bên tập đoàn Sun Group, dầu là Motul Tecma Turbo 15W40, dùng cho các động cơ diesel và tiêu chuẩn khí thải của nó là Euro 2 hoặc Euro 3, và nó có trang bị các cái tính năng về turbo tăng áp và dùng cho các cái xe tải hoặc là máy ủi, máy xây dựng, máy phát điện cũng như các cái động cơ tàu thuyền, và có các tính năng như hạn chế hình thành mụn than, ngăn ngừa quá trình lặng cặn và mài mòn động cơ. Và dầu này có thể pha trộn được các cái dầu tổng hợp hoặc là dầu khoáng. Thì đó là một số cái thông số kỹ thuật mà mình muốn chia sẻ cho các bạn nhớ like and subscribe kênh giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.